hàng ngày vào các buổi tối tại nhà nghệ nhân siêu thơm Làng Gió, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, khoảng 40 thành viên nhí đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho ngày hội quảng bá và kết nối du lịch các thành phố ở Tây Nguyên với thành phố Tuy Hòa được tổ chức vào trung tuần tháng 7 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Là đội nghệ nhân trẻ, vinh dự đại diện cho thành phố Pleiku tham gia trình diễn tại ngày hội, các thành viên trong đội đều rất tự hào, hăng say tập luyện. Anh em nghệ nhân rất là hào hứng phục vụ cho khách những cái bản sắc văn hóa truyền thống của mình cho người ta biết, rồi những cái giai điệu còn chiêng nhiều giai điệu khác nhau đó để cho họ biết cái giai điệu chậm, giai điệu nhanh. Em rất vui và em rất thích được đi biểu diễn về môn cầm chiêng vì nó giữ lại văn hóa và sắc tộc. Những năm qua, thành phố Pleiku luôn quan tâm đầu tư, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các thiết chế văn hóa, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 23 đội văn nghệ, 25 đội cổng chiêng, 157 bộ cổng chiêng với khoảng trên 500 nghệ nhân cổng chiêng, múa xoàng. Hàng năm thì thành phố cũng tổ chức liên hoan văn hóa cổng chiêng thanh thiếu niên. Đây là một cái sân chơi bổ ích để giúp các em học sinh, các em thiếu niên, các làng đồng bào dân tộc tham gia biểu diễn cồng chiêng và yêu thích cồng chiêng của dân tộc mình. Hòa cùng nhịp chảy chung của sự phát triển hiện đại, thành phố Pleiku vẫn luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, trong đó có cồng chiêng. Qua đó, góp phần đưa tiếng cồng, tiếng chiêng vang mãi giữa Tây Nguyên đại ngàn, chung tay cùng người dân góp sức xây dựng một thành phố ấm no, hạnh phúc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.